Chào các em, chúng ta lại gặp nhau qua phần nghiên cứu chuẩn bị bài trước ở nhà, văn bản Tức nước vỡ bờ của tác phẩm Tắt đèn của tác giả Ngô Tất Tố. Trước khi đọc văn bản này, các em hãy tìm hiểu và nhớ lại ở phía trước trong bài xây dựng đoạn văn trong văn bản, chúng ta đã có tìm hiểu ngữ liệu về tác giả Ngô Tất Tố và tác phẩm Tắt đèn rất ngắn gọn nhưng khá đầy đủ. Các em hãy thử đọc lại cái đoạn ngữ liệu trang 34 một lần nữa để nắm thông tin về tác giả Ngô Tất Tố, cụ thể là ba đặc điểm: tiểu sử, sự nghiệp sáng tác và thành tựu. Đặc biệt, các em cần hiểu kỹ về tác phẩm Tắt đèn, về nội dung chính của tác phẩm Tắt đèn nó có giá trị gì. Đầu tiên đó chính là cái giá trị hiện thực. Đây là một cái tác phẩm đã dựng nên một bức tranh xã hội có giá trị hiện thực sâu sắc của xã hội nông thôn Việt Nam đương thời. Tác phẩm Tắt đèn đã làm nổi bật cái xung đột giai cấp hết sức gay gắt giữa bọn thống trị và người nông dân lao động trong xã hội ấy. Qua tác phẩm, tác giả đã tố cáo bọn địa chủ keo kiệt, độc ác, bọn hào lý tham lam, bọn tay sai hung hãn và rất điểu cán. Hơn tất cả, tác giả đã thể hiện một cái niềm cảm thông hết sức sâu sắc với người nông dân, mà trong tác phẩm này tiêu biểu chính là nhân vật chị Dậu. Các em hãy đọc thật kỹ và nắm lại những thông tin cô vừa trình bày, bởi vì đây là cái cơ sở bước đầu để các em có thể nắm bắt được nội dung cũng như phân tích được đoạn trích Tức nước vỡ bờ của tác phẩm Tắt đèn của tác giả Ngô Tất Tố. Trước tiên, các em cần nghiên cứu cho cô về thông tin về xã hội phong kiến đương thời. Các em cần hiểu xã hội phong kiến đương thời là một xã hội như thế nào. Bởi vì khi mà hiểu được cái xã hội phong kiến đương thời như thế nào, thì các em mới nắm bắt được những cái mâu thuẫn nội tại trong xã hội đó. Và các em mới hiểu được là cái nguyên nhân sâu xa và vì sao bọn tay sai và chị Dậu lại có cái mâu thuẫn không thể giải quyết. Thì xã hội phong kiến đương thời chúng ta hiểu được đó là một cái xã hội rất là thối nát và bất công. Trong xã hội này, mâu thuẫn giai cấp hiện lên rõ nét giữa cái tầng lớp thống trị và tầng lớp nô lệ. Tiêu biểu cho cái giai cấp thống trị đó chính là bọn địa chủ như cô đã nói lúc nãy. Còn bọn nô lệ, còn người nô lệ đó chính là hình ảnh người nông dân. Và trong cái tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ chúng ta đã sắp tìm hiểu, thì hai nhân vật tiêu biểu của hai giai cấp này đó chính là tên Cai Lệ và chị Dậu. Các em có hình dung được xã hội phong kiến đương thời chưa nào? Hãy tìm hiểu kỹ thông tin này, bởi vì đây là cái yếu tố quyết định để chúng ta hiểu được ở bên trong, vì để phân tích được nhân vật Cai Lệ và nhân vật chị Dậu. Sau đó các em hãy đọc kỹ văn bản 3 lần để chúng ta hiểu rõ nội dung từng đoạn, ý chính, ý chủ đề của từng đoạn trước khi chúng ta đi vào tóm tắt văn bản Tức nước vỡ bờ. Sau khi đọc xong 3 lần, các em đã nắm được những hình ảnh thì các em hãy tóm tắt văn bản Tức nước vỡ bờ với những nội dung như sau. Bà hàng xóm sang chơi cho bát gạo, chị Dậu vừa múc bát cháo cho chồng ăn. Anh Dậu còn chưa kịp ăn thì tên Cai Lệ và người nhà Lý Trưởng đã xông vào và đòi bắt trói. Mặc dầu chị Dậu hết lời van xin, Cai Lệ vẫn toan hành hạ anh Dậu. Chị Dậu xông vào đỡ, bị Cai Lệ đánh. Chị túm cổ đẩy tên này ngã chỏng quèo. Người nhà Lý Trưởng sấn sổ giơ gậy định đánh thì bị chị Dậu túm tóc lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. Đoạn trích khá dài nhưng các em chỉ cần nắm được các chi tiết ở những cái khoảnh khắc khác nhau, đó là khi chị Dậu vừa đút cháo cho anh Dậu và tên Cai Lệ xông vào, sau đó là cái mâu thuẫn gay gắt giữa chị Dậu và tên Cai Lệ kết thúc khi chị Dậu túm tóc lẳng cho hắn một cái ngã nhào ra thềm. Các em hãy cùng đọc lại cái phần tóm tắt văn bản để chúng ta có cái bước chuẩn bị tốt hơn khi tìm hiểu và phân tích tác phẩm Tức nước vỡ bờ. Như cô đã trình bày ở trên, do mâu thuẫn giai cấp trong xã hội phong kiến
Nên hai nhân vật then chốt trong tác phẩm các em cần phải phân tích rõ. Đó là nhân vật tên Cai Lệ và chị Dậu. Nhân vật tên Cai Lệ thì các em đọc trong xuyên suốt tác phẩm, dài tác phẩm thì các em hãy tìm hiểu kỹ những chi tiết sau đây. Đó chính là thái độ, hành động, cử chỉ, cách xưng hô, lời nói. Khi mà đã tìm hiểu được những từ ngữ miêu tả thái độ thì các em gạch chân với những từ này, gạch chân với những từ chỉ hành động cử chỉ và cả cách xưng hô, lời nói với chị Dậu, các em sẽ hiểu được tên Cai Lệ là một tên có cái tính cách như thế nào và đây có phải là đại diện tiêu biểu của giai cấp thống trị hay là không. Phần tiếp theo các em cần đọc và nghiên cứu kỹ ở nhà đó chính là hình ảnh chị Dậu. Chị Dậu thì các em sẽ phân tích theo diễn biến tâm lý ở hai thời điểm. Đó là thời điểm ban đầu khi tên Cai Lệ vừa mới bước vào và thời điểm lúc sau khi tên Cai Lệ vẫn chưa thay đổi thái độ. Như vậy thì hình ảnh chị Dậu sẽ bộc lộ rõ nét qua cách xưng hô, qua lời nói và qua hành động. Các em hãy gạch chân và cảm nhận, phân tích tại sao chị Dậu lại có diễn biến tâm lý thay đổi giữa lúc đầu và lúc sau. Từ đó, các em hãy phân tích để thấy được rằng chị Dậu đang từng bước có sự phản kháng. Phản kháng lại tên Cai Lệ cũng chính là bảo vệ anh Dậu. Các em hãy dựa trên các chi tiết đó và hãy tự mình phân tích, tìm hiểu để lý giải, để cho người ta thấy rằng chị Dậu chính là hình ảnh tiêu biểu của người nông dân trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Mặc dù chị Dậu phản kháng, mặc dù chị Dậu có những cái hành động đánh lại tên Cai Lệ, tuy nhiên chị Dậu vẫn bộc lộ những phẩm chất rất đẹp của người phụ nữ, cũng chính là phẩm chất đẹp của người nông dân. Để chúng ta hiểu được qua hình ảnh chị Dậu, một cái chân lý, một khi có áp bức là sẽ có đấu tranh. Hy vọng rằng qua phần giới thiệu, các em có thể tự nghiên cứu, tự đọc bài. Và khi lên lớp, các em hãy vận dụng những gì các em nghiên cứu, hãy phân tích, hãy cảm nhận để tiết học thật sự thú vị và các em sẽ còn khám phá ra nhiều điều hay hơn nữa. Chúc các em lên lớp sẽ hiểu bài hơn, sẽ tương tác với giáo viên nhiều hơn và sẽ hiểu thật rõ về tác phẩm Tắt Đèn, về đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ, phần nghiên cứu chuẩn bị hướng dẫn chuẩn bị bài ở nhà của văn bản Tức Nước Vỡ Bờ của cô tính đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong tiết sau. Xin chào các em.